Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về cái ảnh hưởng của cái bạch sai lên trên cái model của mình ha. Đầu tiên thì mình nói về khái niệm bạch sai là gì. Bạch sai có nghĩa là ví dụ mình nói là ở đây bạch sai là 32.000, thì khi mà cái model của mình nó fit với những cái giá trị x và nó fit những cái weight và cái bias, làm sao cho cái x của mình khi mình truyền vào cái x thì predict ra đúng cái y, thì nó cần phải qua 32.000 cái điểm data point của nó rồi nó mới update cái trọng số một lần. Còn giả sử mình để cái bạch sai là một thì qua một điểm data point nó sẽ update một lần. Thì nếu mà mình để cái bạch sai là một thì sao, thì qua cái model của mình nó cái việc cập nhật những cái tham số của mình nó sẽ rất là nhiều ha. Qua một cái tập data, tức là cái model của mình sẽ có 4.000 không trăm mấy, khoảng 4 triệu cái tham số đó, thì qua một lần thì nó sẽ cập nhật 4 triệu hoặc 400.000 gì đó, nó sẽ cập nhật một lần thì nó sẽ thay đổi hết cái param, và qua hết 60.000 điểm thì sẽ cập nhật 60.000 lần. Thì với việc training như vậy thì mình sẽ thấy là cái accuracy ban đầu khởi tạo nó sẽ rất là cũng rất là cao, và với lúc sau cũng khá là cao đó, tập MNIST. Tuy nhiên thì cái việc làm đó nó sẽ dẫn đến một việc là cái model của mình á, nó sẽ gọi là một hiện tượng, nó sẽ dễ xảy ra hiện tượng overfit. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ đúng trong trường hợp training dataset và sai trong trường hợp validation dataset. Do đâu là nó xảy ra điều đó? Có nghĩa là model của mình nó học trong từng case nó thay đổi cái bộ tham số param của nó học rất là gọi là nó học một cách rất là máy móc luôn. Thì khi nó học như vậy thì nó sẽ vô tình rơi vô những cái local minimum mà nó không đủ tốt, nó không đủ cái độ khái quát cho cả cái model, cho cái việc cái thực tế, cho cái trạng thái thực tế của mình, thì dẫn lên cái model của mình nó không hiệu quả trong cái thực tế ha. Và để khắc phục được cái hiện tượng đó thì mình cần phải tuning cái bạch sai này làm sao cho cái bạch sai này là không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Thì nó có công thức nào để chọn cái đó không? Thì mình sẽ nói về cái việc mà làm sao để chọn cái bạch sai tốt để cho cái model của mình nó fit được cái data thực tế. Tuy nhiên ở đây là cái tutorial ở mức độ căn bản và immediately, do đó mình sẽ không có nói sâu hơn về cái đó, và mình sẽ làm một cái chuỗi series về cái việc tuning cũng như là việc cái chọn những cái hyper parameter làm sao cho phù hợp với cái model của mình ở những cái video chuyên sâu hơn sau này ha, và cũng như là việc custom cũng như là việc design cái model của mình làm sao cho phù hợp, thì nó sẽ có những cái kỹ thuật cũng như là những cái cách design, ví dụ như là extension, là mình sẽ có những cái model mà có những cái kiến trúc ví dụ như kiến trúc ResNet hoặc là những kiến trúc phù hợp để cho model của mình có thể học tốt nhất những cái feature, làm sao cho nó predict được tốt nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở sau ha. Còn đối với trường hợp này thì bạn thấy đây, khi mà mình để cái bạch sai của mình đây, bạch sai của mình là 32.000, thì đây là cái một kết quả cái model của mình là cái test loss nó bám theo cái training loss và cái test accuracy nó cũng sẽ bám theo. Thì khi mình để lớn như vậy thì cái model của mình nó cũng sẽ học được một cách tốt hơn, tuy nhiên là cái việc update tổng số nó sẽ chậm, và ở những cái initial line epoch ban đầu thì nó sẽ do cái việc param nó chưa update cho nên là cái accuracy của nó sẽ thấp, còn ở những cái vòng tiếp theo thì nó sẽ cao dần còn đối với việc mà mình để cho cái bạch sai này nó nhỏ ha, có nghĩa là nó cái việc update thông qua những cái điểm nó lướt qua một điểm dữ liệu update một lần thì cái accuracy nó sẽ tăng rất là nhanh ha, nó sẽ chín mấy phần trăm lúc đầu tiên luôn. Tuy nhiên cái việc đó là không nên, bởi vì cái tập và cái model để mình nhận diện cái dataset này thì nó mình là những model đơn giản lắm, thì nó sẽ dễ xảy ra những hiện tượng gọi là
Overfit ha. Và một kinh nghiệm đã chọn Bassai kinh nghiệm thôi ha, là đối với những mô đồ phức tạp ví dụ như Objection hay là Segmentation hay là Face Detection thì mình nên chọn cái Bassai làm sao mà cho nó khoảng 70% cái GPU RAM của mình ha, để cho nó không có bị overload. Còn cái việc mà con số chính xác thì nó sẽ tầm khoảng từ 50 đến 70% với cái GPU, và con số chính xác thì nó sẽ tùy thuộc vào cái loại mô đồ. Thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn từng cái mô đồ nào và từng cái architecture nào thì mình sẽ chọn cái Bassai như thế nào là phù hợp. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.